Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Netflix Stories. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hồng Quyên đang mặc trên người một cái bộ trang phục mà Quyên cảm thấy rất là đẹp. Nó thể hiện một cái sự thanh lịch sang trọng nhưng mà lại rất là đơn giản. Và đó là những bộ thiết kế của nhà thiết kế Ly Vũ. Và bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với nhà thiết kế Ly Vũ nhé. Cảm ơn nhà thiết kế Ly Vũ đã dành thời gian để tham gia chương trình Netflix Stories ngày hôm nay. Chào Quyên. Ngay từ đầu tiên khi mà Quyên được ngồi ở đây được trò chuyện cùng với bạn ấy, thì Quyên có thấy là cái không gian này nó gợi cho người ta một cái cảm giác gì đó mà nó rất là châu Âu. Không biết đó có phải là cái phong cách mà Ly theo đuổi hay không? Mình cũng xin chia sẻ với mọi người là Ly thì trước đây Ly không hề làm về thời trang, mà Ly có thời gian học về ngoại ngữ. Và với cái công việc mà Ly làm trước đây thì Ly cũng được đi rất là nhiều nơi. Và Ly cũng đã qua châu Âu, có thời gian sống và làm việc ở châu Âu rồi. Nên là Ly nghĩ là cái khoảng thời gian khi mà Ly đang sống và làm việc ở châu Âu, nó tạo cho mình rất là nhiều những cái nguồn cảm hứng. Và chính những cái đó nó mang về, nó tạo ra những cái phong cách thiết kế sau này cho mình khi mà mình chuyển sang làm về thời trang. Khi mà Ly quay trở về Việt Nam và Ly quyết định là theo đuổi cái công việc là nhà thiết kế, thì Quyên nghĩ là ở Việt Nam nó có một cái xu hướng như bây giờ là mọi người quay trở lại và theo đuổi về thiết kế những cái trang phục nó có hơi hướng truyền thống nhiều hơn. Nó có vẻ là được nhiều người chào đón hơn chăng? Nhưng vì sao thì Ly không chọn cho mình đi theo cái con đường đó? Ví dụ như là qua phong cách các cái đường cắt cúc của mình thì mình có tham khảo rất là nhiều các nhà thiết kế ở Việt Nam, thì mình thấy được là đa phần ở Việt Nam thì mọi người sẽ lấy cảm hứng rất là nhiều từ những trang phục truyền thống. Còn với mình thì khi mình lấy các cái trang phục châu Âu, các cái form dáng ở châu Âu, thì mình thiên vào là những cái form dáng nó rất là tinh tế và nó đơn giản. Nhưng mà mình sẽ sử dụng những cái cấu trúc, các cái chi tiết để làm cho cái bộ đồ nó nổi bật hơn. Ví dụ như là các cái cách cắt cúp đường chiết eo này, các cái kiểu cổ hai ve, hoặc là các cái cách pha màu để làm cho cái bộ trang phục nó thanh lịch, đơn giản nhưng mà nó vẫn có những cái nét ấn tượng khác biệt về những cái trang phục ở Việt Nam. Nhưng mà thường cái gì người ta nói làm để được đơn giản mà đẹp là khó lắm. Đúng rồi, chắc chắn là cái đấy là mình cũng đồng ý với Quyên. Bởi vì là nếu mà chúng ta làm đơn giản nhưng mà chúng ta không thể hiện được cái tôi vào trong thiết kế thì rất là dễ bị mờ nhạt. Và bản thân Ly nghĩ là nếu mà Ly không có một cái điều gì đấy đặc biệt trong thiết kế của mình thì bản thân khách hàng họ cũng sẽ dần dần họ rời xa mình. Thế nên là cái cảm hứng nó là một chuyện, nhưng sau đấy thì mình luôn luôn phải sáng tạo, mình luôn phải suy nghĩ rất là nhiều để mỗi một bộ sưu tập hoặc mỗi một thiết kế mình làm ra nó sẽ có những cái điểm nhấn riêng để thu hút hơn mọi người. Ly cũng rất là ngưỡng mộ, rất là có một số các nhà thiết kế ở Việt Nam mà làm những cái bộ sưu tập truyền thống, lấy cảm hứng từ truyền thống. Nhưng mà với Ly thì Ly nghĩ là sáng tạo sẽ chỉ có giá trị nếu mình thể hiện cái tôi của mình ở trong đó. Vậy nếu như có rất nhiều nhà thiết kế tìm thấy nguồn cảm hứng từ các trang phục truyền thống, nhưng Ly lại tìm thấy các cảm hứng từ trang phục châu Âu, thì cái mà Ly muốn hướng đến, cái phong cách của Ly hướng đến nó sẽ thiên về châu Âu hơn. Nhưng mà Ly sẽ vận dụng những cái gì nó đến từ truyền thống. Đấy là ví dụ như sử dụng chất liệu vải để luôn có cái sự giao hòa trong các thiết kế của mình. Bởi vì khách hàng của mình thì cũng có rất là nhiều các chị em gái là người Việt Nam. Nên là nếu mà mình thể hiện cái truyền thống và hiện đại châu Âu nó cùng ở trong một thiết kế thì sẽ cảm giác là người phụ nữ Việt Nam sẽ hiện đại hơn rất là nhiều nếu mà chúng ta chỉ lấy các cái chi tiết, các cái cảm hứng từ trang phục truyền thống. Không được đào tạo bài bản về thiết kế thời trang, thế nhưng chính bằng tình yêu, niềm đam mê với thời trang và hội họa từ nhỏ đã giúp cho Ly Vũ vượt qua những khó khăn, thử thách khi theo đuổi thiết kế thời trang. Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ, từng là phóng viên thời trang, một công việc cho Ly Vũ có cơ hội được đi nhiều nơi, cũng như tiếp cận với môi trường thời trang, người mẫu, nhiếp ảnh và thiết kế. Chính vì điều này đã tạo động lực cho Ly Vũ thực hiện hóa ước mơ của cô. Mới chỉ khởi động thương hiệu của mình từ tháng 4 năm 2012. Thế nhưng, Ly Vũ đã kịp cho người yêu thời trang thấy được diện mạo và tinh thần đặc trưng của Ly Vũ Culture với các thiết kế tối giản, thanh lịch và quyến rũ, pha trộn sự tinh tế giữa chất liệu vải truyền thống Việt Nam và phong cách hiện đại, sang trọng của châu Âu.
là vậy thì Liên nghĩ là trong các trang phục mà bạn thiết kế thì cái điểm mà bạn cho là nó nổi bật nhất và nó phù hợp với phần đông những cái đối tượng mà bạn hướng đến là gì? Trang phục mà Ly thiết kế thì Ly rất là muốn đưa vào một hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, phóng khoáng và gợi cảm, nhưng mà sẽ luôn có một cái sự thanh lịch và lãng mạn. Nên là Ly rất là mê thiết kế những cái mẫu đầm ôm sát. Đấy là cái những cái chi tiết mà Ly rất là thích làm đầm. Và mình có thể nhìn thấy khách hàng của mình khi mà mặc những cái mẫu đầm mà nó tôn lên được dáng vẻ của họ. Thì đấy là những cái khoảnh khắc mà rất là vui khi mà mình nhìn thấy khách hàng mặc như thế. Và ngoài ra thì Ly rất là thích sử dụng, Ly rất là ít sử dụng họa tiết vào trong các thiết kế của mình, mà Ly thích chơi màu sắc, tức là tìm ra những cái cặp màu sao cho nó ấn tượng và phối để tạo ra những cái thiết kế nó vừa độc đáo, tinh tế nhưng mà lại rất là ấn tượng. Có lẽ đó là một trong người ta gọi là một chút ngứa nghề của một người họa sĩ. Ly cũng không dám tự nhận mình là họa sĩ đâu, nhưng mà từ nhỏ thì Ly cũng đã rất là thích vẽ. Và cái niềm đam mê vẽ đấy nó không đến từ việc là mình phải vẽ để bán tranh, để mình kiểu kiếm tiền, mà nó như là một cái nhu cầu trong cuộc sống. Nó bất cứ một lúc nào mà Ly cảm thấy, thậm chí là có những lúc công việc căng thẳng hoặc là gia đình có những cái việc gì đấy nó không được như vẹn toàn như ý mình, thì Ly nghĩ là cái việc mà vẽ tranh nó là một cái cách giải tỏa. Thế sau đấy rồi thì mình mới thấy được là tại sao mình không sử dụng những cái tranh của mình để đưa vào các thiết kế, thì nó lại tăng thêm cái tôi của mình hơn, và nó tạo ra được cái dấu ấn đặc biệt giữa các thiết kế của mình so với những nhà thiết kế khác. Thế là sau đấy Ly mới nghĩ đến việc là áp dụng những cái tranh vào thiết kế của mình. Nói với Ly thì nói cho vui vậy thôi, chứ mình biết là đó là cái việc vẽ tranh là đam mê của Ly. Chính từ những cái việc vẽ tranh đó thì làm mình liên tưởng đến việc là tất cả những cái công việc mà bạn đã từng làm nó là một cái nền tảng rất là tốt để sau này cho Ly chuyển sang ngành thiết kế thời trang. Đúng là có những cái công việc trước kia Ly từng làm nó giúp cho Ly rất là nhiều trong cái việc thiết kế thời trang bây giờ. Vì Ly nghĩ là hiện giờ Việt Nam mình là một cái đất nước rất là phát triển và chúng ta hội nhập rất là nhiều, thì một nhà thiết kế thời trang cũng như rất là nhiều các cái công việc khác, một người chúng ta có cần phải không chỉ học mỗi việc là vẽ hay là cắt được ra một cái váy và khâu, và nó là một cái công việc đòi hỏi rất là nhiều các cái kỹ năng, ví dụ như là kỹ năng giao tiếp, những cái kỹ năng chúng ta phải tự học trong quá trình làm việc, ví dụ như là marketing này, quảng cáo này, hoặc là phải đọc rất là nhiều sách nghiên cứu khi mà muốn xây dựng hình ảnh cho thương hiệu. Thì tất cả những cái đó Ly đều phải tự học hết để trau dồi thêm cho cái con đường làm thời trang của mình. Định hình cho mình một phong cách riêng trong thiết kế, tâm huyết và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Đó chính là cảm nhận rất riêng với mỗi khách hàng khi mặc đồ của Ly Vũ. Với Ly Vũ, khâu chọn lựa nguyên phụ liệu cho các mẫu thiết kế của mình luôn được cô dành nhiều thời gian và tâm sức hơn cả. Bởi đó là nền tảng để cô có thể thực hiện và cho ra mắt các sản phẩm ưng ý nhất. Không quá nhiều họa tiết trong các mẫu thiết kế của mình, nhưng Ly Vũ lại biết kết hợp các mảng màu và phụ kiện để làm tôn lên sự mới lạ và đặc biệt trong các mẫu thiết kế. Chính sự độc đáo đó mà các sản phẩm từ thiết kế của Ly Vũ nhận được nhiều sự đón nhận của những người yêu thời trang. Trong những cái trang phục thiết kế của Ly á, thì Ly thấy là đâu là cái dấu ấn mà bạn muốn để lại qua từng cái sản phẩm của mình? Ly hoàn toàn đồng ý với Quyên, vì Ly nghĩ là bất cứ một nhà thiết kế nào cũng cần có thời gian để thể hiện cái chất xám và sáng tạo của mình trong từng sản phẩm. Và việc là dành thời gian để hiểu bản thân mình và tìm tòi những cái thiết kế mà tạo dựng nên hình ảnh phong cách riêng của mình. Trong năm nay, Ly vừa có thử nghiệm một cái sản phẩm rất là mới, đấy là sản phẩm khăn lụa in từ chính những cái bức tranh mà Ly vẽ ra. Thì Ly có thể giới thiệu với Quyên một cái mẫu. Đây là một trong những cái mẫu khăn mà Ly in ra từ tranh vẽ của mình trên chất liệu lụa. Ngày nhỏ thì Ly có nhớ là Ly có hai thầy bố mình
bố Ly thì rất là hay sưu tập những cái tranh ảnh, tranh khỏa thân của phụ nữ. Và những phụ nữ ví dụ như là những cái cô diễn viên rất là nổi tiếng của Pháp, của Ý, ví dụ như là cô Sophia Loren hoặc là Brigitte Bardot. Thì ngay từ nhỏ Ly, khi Ly nhìn thấy bố Ly sưu tập những cái tranh khỏa thân đấy là Ly cũng đã rất là thích. Và sau khi được đi học vẽ thì các bạn bè của Ly là vẽ phong cảnh này, rồi vẽ hoa, vẽ tĩnh vật, mà Ly chỉ có thích vẽ khỏa thân thôi. Khi mà Ly học vẽ hết, sau khi học vẽ xong rồi Ly đi du lịch thì Ly cũng sưu tầm rất là nhiều những tranh ảnh, sách báo hoặc là tượng khỏa thân. Đến khi mà Ly sử dụng cái tranh của mình để in lên lụa thì Ly có nghĩ là từng cái khăn nó cũng sẽ là những cái nhưng như là một cái tác phẩm nghệ thuật vậy. Và khăn lụa thì nó có rất là nhiều cách để có thể ứng dụng trong cuộc sống, hoặc là cũng như là làm cho bạn thời trang phong cách hơn khi mà bạn mặc một bộ đồ. Cho đến nay thì đã là Ly đã trải qua được 3 cái mùa mốt của mình rồi đúng không? Là một nhà thiết kế như vậy thì Quyên nghĩ đó thực sự là một nhà thiết kế cũng khá là mới, một cái tên tuổi khá mới, và cái con đường mà bạn đi theo nó cũng không phải là quá dài đâu. Bạn nghĩ là những cái mà mình có được á, nó có đã là một cái thành công ban đầu đối với mình chưa? Sau 3 năm Ly chuyển sang làm thiết kế thời trang thì Ly thấy được là mình đúng là vẫn còn rất là non trẻ, và những cái phong cách thiết kế của mình vẫn còn những cái thứ mà mình phải học thêm, có những rất là nhiều điều mình phải trau dồi thêm. Nhưng mà năm ngoái thì Ly cũng có một thương hiệu ở bên Pháp, và họ có liên lạc với mình để họ muốn kết hợp với mình làm thiết kế. Và mình cảm thấy là khi mà được đối tác ở bên Pháp tin tưởng và họ đã đài thọ cho mình một chuyến đi sang Campuchia để nghiên cứu những cái chất liệu vải mới, và sau đó là quay về Việt Nam và thiết kế, sau đó sản xuất ra những cái mẫu thiết kế cho thương hiệu ở bên Pháp, thì đó cũng là một cái thành quả nho nhỏ trong cái quá trình thời gian mà mình làm thiết kế. Thì tháng 4 vừa rồi mình cũng vừa sang Pháp để kết hợp với các đối tác ở bên Pháp để mở một cái pop-up store. Lần đầu tiên mình thiết kế và mình trưng bày, mình giới thiệu các cái sản phẩm thiết kế của mình với những cái khách hàng là người ngoại quốc, khách hàng quốc tế. Và trong cái thời gian mà Ly ở đó thì Ly cũng rất là vui khi mà nhìn thấy những cái thiết kế của mình được mọi người đón nhận. Quay trở về Việt Nam thì đó lại là một cái như kiểu một cái tín hiệu vui cho Ly, và Ly sẽ nghĩ là bất cứ một nhà thời trang nào chúng ta cũng cần có những cái trải nghiệm. Và mình cảm thấy là khi mọi người đã nhìn thấy những cái thành quả của mình rồi và họ tin tưởng vào phong cách của mình thì lúc đấy mình sẽ có thêm nhiều cái động lực để mình đi tiếp trong tương lai. Qua những cái gì mà Ly chia sẻ thì có thể thấy được rõ được là cái tình yêu của Ly dành cho nghề thiết kế thời trang là như thế nào, và đặc biệt cho từng cái sản phẩm của mình. Quyên thì chỉ mong là trên cái chặng đường sắp tới thì dù có khó khăn như thế nào thì mong là Ly vẫn bước với cái gì mà Ly đã chọn và Ly tin là đó là chính mình. Cảm ơn Ly. Thưa quý vị khán giả, chương trình Navy Stories ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.